Xin chào mấy anh em, tiếp tục mình giao lưu với mấy anh em một cái tác phẩm sâm trái đổ nha. Cây này thì cực kỳ lớn rồi. Cây này cây sen vừa hoa vừa trái nha mấy anh em. Đây. Đây. Đây là hoa nè. Đây là trái. Trái ra tùm lum hết nè mấy anh em. Từ dưới đỉnh dưới đây luôn có hết nha. Thấy ra rất sai luôn. Bên đây nè. Tùm nhiều lắm. Trái Thấy nè. Thấy ra rất sai. Cành nào cũng có hết. Dưới đây cũng có nhiều. Rồi anh em mình xem cây này. Đang nhờ Dượng quay qua đây. Đây góc rộng. Gốc rất to mấy anh em. Ba người bơi nặng ra đây nha. Tác phẩm sâm trái rất đẹp anh em. Đó. Dưỡng coi mấy nhánh này đã bấm luôn, mấy nhánh trở tàn rồi bấm luôn cho anh em ta xem. Dưới nó chọi chọi vô mấy đó, có mấy cành trái mà nó chọi chọi lên, nó chọi đứng lên kìa, bỏ luôn rồi đó, cái đó thấm dục luôn, để là mấy cái cành trái thôi, còn như bấm bỏ hết. Đấy, cây này quá đẹp mấy anh em mình còn cái này đi ngợi về bonsai bên nha. Cây này liền cốc một mạch từ E tới Z luôn nha. Đó, nó trước giá cây này không hề rẻ nha. Giao lưu tại vườn trên 20 triệu mấy anh em. Em mình cần cứ inbox cho mình nha. Mấy anh em khỏi sao bì với những cây mà loại nhỏ, loại đơn lẻ. Đây dành cho anh em nào sưu tập chơi thôi. Còn anh em mình mới tập chơi thì sở hữu mấy cây này thì nó quá cao đi. Đó. Cây này bộ đế để nó khá đẹp, mình để nâng đế, nâng rễ là hết, chải đế là hết rồi mấy anh em. Cây này là không còn một cọng dây thép nào giữ à, quên xin lỗi mấy em, là chỉ còn là một đoạn dây thép giữ ở phía dưới thôi, còn như là hết thép rồi nha. Không còn dây thép nào nằm ở trên trên phần cái chi từ trên để lên, nó chỉ còn một cọng, mấy cọng nhỏ nhỏ dưới đây giữ cái đọt thôi, xẻ thép rồi. Đang nuôi dàn xương cho nó đẹp mấy em. Đó. Rồi ok em dựng đây mấy anh em xem, anh em mình cần cứ inbox vào bonsai bên số điện thoại Zalo 0932411987 nha. Cây này giao lưu tại vườn á. Còn anh em mình muốn thì vận chuyển được, không vấn đề gì hết. Giá cả phải hợp lý thì bộ sao bên chuyển. Rồi để đây, quay vô anh em xem. Để mở trên nè. Thì đây nhiều chứ không? Nhiều ạ. 44 nè. 44 hay mấy anh em. Còn vườn đo cái thân cốt đây không thôi á. Thân cốt nó nhiều cái cọng thông xuống. Một cái tác phẩm xem trái đổ rất đẹp anh em. Cốt ở trên nè. Cốt ở trên nè. 21 nè. 21 mấy anh em. Bây giờ mấy anh em mình tìm một cái cây xem trái mà như thế này thì rất là khó. 21 cao nè. Dạ. Và lá là coi như 34 nè, 35 nè. 35 thôi mấy anh em, chiều tàn bay. Tàn bay tính từ đỉnh tính ra tới tàn hòn luôn bao nhiêu vậy? Cây này rất cao nha. Nè mình xem coi. Đó. Khiếp không? 108 nè. 108 nha mấy anh em. Mình cái thân cốt của nó đây. 108. Cốt rất lớn rồi mấy anh em, 108 á. Một cái dàn tàn ngang thử vô. Đo dùng đo dùng cháu dàn tàn ngang thử. Cái dàn tàn ngang á. Dàn ngang là trên đỉnh. Đó, anh em thấy một con người đứng mà nó bằng con người luôn. Cây này rất là to chứ nhìn trong máy nó nhỏ chứ ngồi rất to. 58. 58 anh em. Một cây rất đẹp anh em. Và đang cho trái luôn rất sai ha. Anh em mình cần cái này inbox vô bonsai bên số điện thoại Zalo 0932411987 nha. Một cái tác phẩm xem trái rất đẹp. Đang tìm chủ. Dàn xương của nó nè. Anh em mình khỏi phải chê. Xương của nó là hình thấy không? Xương của nó coi phải chơi.
một cây các phẩm sâm trái quá đẹp. Để cốt bê nó đây. Đó, mà anh em mình nhìn thấy á, bây giờ là mình quay xương nè. Quay xương nè, thấy không? Top. Đây là mặt tiền. Đó, anh em mình nhìn thấy bờ xương chi của nó đã xẻ dăm hết rồi. Đó, giờ nó nứt rất là nhiều, non. Đó. Rồi, anh em mình cần cái tác phẩm xem này liên hệ với mình. Mình quay lại một lần nữa. Đó. Xẻ thiếp hết, để rễ nổi gì xẻ hết luôn. Cốt thân đắt lượng. Đổ này không có một cái điểm gì đặt hết nha mấy anh em. Tàn chi đồ lưng đầy đủ hết. Không có một cái điểm gì mà mình gọi là không hài lòng về nó. Thì có giá thành thì không hài lòng thôi. Mình nhìn thấy không? Quá đẹp, tác phẩm quá đẹp. Còn dưỡng quan dòng nó xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Mình đi mình xem một dòng nữa. Quá to. Mình để cho nó vừa máy cho đẹp, anh em mình quay chậm chậm anh em xem cho. Đó. Đây là cây tổng quan của cây. Có tác phẩm xem đổ khủng. Rồi, rồi xong. Đèn trà trái rất sai. Rồi xong, xin cảm ơn mấy em rất nhiều. Rồi.